Hello, chào bà con. Lại là Sơn Sàm đây. À, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Ô la la. Rồi, chúc tất cả quý vị ngày mới tràn đầy niềm vui nha. Ơi, nóng, hot rồi, nóng rồi. Ha. Ơi, rất là nóng luôn quý vị. Rồi, để biết nó nóng như thế nào ha. Đề bài dù tôi cho quý vị coi một clip này nha. Đó, coi qua một clip này, sau đó tôi bàn tiếp nha. Rồi, xin mời. Chấn động, rộ tin Bộ Công an kiểm tra nhà Thủy Tề, lục soát 3 số tài khoản, Công Vinh liệu bỏ trốn. Trên Facebook xuất hiện nhiều thông tin ca sĩ Thủy Tiên bị lục soát nhà và kiểm tra giấy tờ từ thiện. Trước đó có rất nhiều thông tin nữ ca sĩ bị cấm xuất cảnh do phát hiện trục lợi từ thiện đi đầu tư bất động sản. Nhiều bài báo thông tin nữ ca sĩ hạng A VBIS thừa nhận giữ tiền từ thiện để đầu tư bất động sản và đã bị cấm xuất cảnh. Hình ảnh lục soát căn nhà trong bài viết: trường hợp Thủy Tiên lợi dụng tình trạng khẩn cấp như thiên tai, lũ lụt, lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên khi kêu gọi từ mọi người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Còn trường hợp các nghệ sĩ sử dụng uy tín cá nhân bằng sự tin tưởng, yêu mến của khán giả, kêu gọi tiền từ các mạnh thường quân, sau đó chỉ sử dụng một phần hoặc không sử dụng tiền đúng mục đích, đúng đối tượng được thụ hưởng, nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ 12 năm đến 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đánh giá về hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho hay, việc huy động nguồn lực đóng góp từ xã hội là điểm sáng khi có những cá nhân nghệ sĩ quyên góp được cả chục, cả trăm tỷ đồng. Nhưng việc tổ chức và điều phối các nguồn lực cứu trợ lại thiếu hẳn độ sâu, độ bền. Thậm chí có những cá nhân đã làm xói mòn lòng tin của công chúng và tạo ra những rối loạn không đáng có. Luật sư Bình phân tích, tại Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP quy định về các tổ chức, đơn vị được vận động, tiếp nhận, gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Cơ quan Thông tin Đại chúng của Trung ương, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ các cấp ở địa phương. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 148/2007/NĐ-CP. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép. Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ. Các tổ chức, cá nhân khi hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân bị nạn cần phối hợp với chính quyền địa phương hoặc thông báo cho chính quyền địa phương biết các khoản đã hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân để địa phương có chính sách, phương án cân đối mức hỗ trợ hợp lý cho các hộ gia đình, cá nhân bị nạn trên địa bàn từ nguồn tiền, hàng, cứu trợ của địa phương cho phù hợp. Như vậy, pháp luật đã quy định những đơn vị nào được vận động, tiếp nhận và tổ chức cá nhân hỗ trợ trực tiếp. Cũng có thể bạn ủy quyền cho ai đó mà bạn tin tưởng, tuy nhiên vế còn lại là người kia không được kêu gọi, vận động, luật sư Bình chia sẻ. Tại Điều 2, nghị định này cũng nêu rõ, chỉ thực hiện khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân, phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và chỉ đạo thống nhất, bảo đảm tất cả các nguồn tiền, hàng đều được chuyển đến cho các cá nhân, hộ gia đình và các địa phương bị thiệt hại và các quốc gia khác bị thiên tai, nghiêm cấm sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào. Như vậy, pháp luật cũng đã yêu cầu phải công khai, minh bạch. Giả sử chúng ta nhờ một ai đó ủng hộ một số tiền cho người bị thiên tai, dịch bệnh, thì giữa chúng ta và người đó đã hình thành một ủy quyền. Đương nhiên, người ủy quyền phải thực hiện theo đúng yêu cầu của chúng ta. Việc chi sai mục đích, cho dù dưới mục đích nào, khi không có sự đồng ý của chúng ta đều không được phép. Trong trường hợp này, có thể xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn nếu người ấy ngay từ đầu đứng ra kêu gọi, sau đó không thực hiện, thì có thể xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác, luật sư Bình cho hay. Qua những phân tích, đánh giá của chuyên gia pháp lý nêu trên, có thể thấy việc kêu gọi từ thiện của các nghệ sĩ là việc làm tự phát, còn nhiều bất cập, không thể loại trừ trường hợp trục lợi từ chính hành động thiện nguyện. Do đó, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật một cách đầy đủ, kịp thời là cần thiết, giúp minh bạch, tạo hành lang pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động từ thiện, không để những cá nhân lợi dụng niềm tin, truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam để trục lợi. Hiện tại tin tức này chúng tôi vẫn đang tìm hiểu sự thật ra sao, hãy cùng đợi người trong cuộc lên tiếng. Đó chính là những cái tổng quan cái drama của Thủy Tề
trong cái tình cảnh hiện tại nha quý vị. Nhưng mà chưa đâu, còn nữa, nhiều lắm, rất là nhiều cái group anti fan cũng như là những cái group mà gọi là chuyên mà gọi là mổ xẻ đó nghe, soi thánh soi đó, những cái group này mọc lên nhiều lắm quý vị. Bây giờ tôi lướt sơ trên Facebook là tôi thấy là mười mấy hai chục group rồi đó. Và mới ngày hôm qua là mới rộ ra một cái tin, đó là cái tin mà gọi là đó, cái Thủy Tề này là cô về cô phát ở Quảng Bình đó, nhưng mà khi mà phát tiền đó quý vị, đó phát tiền thì phát phiếu, mỗi người có mỗi cái phiếu gì đó, đó bao nhiêu phiếu là bao nhiêu tiền. Nhưng mà có những cái cụ ông cụ bà, những người lớn tuổi, người ta nằm một chỗ người ta không đi được đó, mới nhờ người cầm cái phiếu đi nhận giúp đó, thì không cho nhận đó. Ví dụ những người nào cầm 3 phiếu cũng chỉ phát một phiếu thôi, không cho nhận thay. Nhưng mà khi mà tổng hợp lại thì tổng hợp bằng cái số phiếu, đúng không? Vậy thì cái số tiền đó nó chạy đi đâu ha? Đó thì có một cái bài viết ở trên cái group tên là Lũ Hậu đó, tôi mới tham khảo được nha quý vị. Thì đây, cái số phiếu nhận quà có bằng với cái số danh sách đã kê ở Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Đó là trong tất cả những cái live stream của chị Lũ, chúng ta vô tình bỏ qua một cái điểm bất cập, sai sót vô cùng quan trọng. Đó chính là liệu rằng cái số hộ dân mà được cầm trên tay cái phiếu đi nhận quà đó, họ có bằng với cái số mà đã thống kê trên cái sổ sách hay không. Đó, cái thứ nhất là người già cả ốm yếu không đi nhận quà là mất phần, chỉ vì là không cho nhận thay, đúng không? Thứ hai là nhà có hai thế hệ là đã tách hộ nha, ví dụ như là bố mẹ con cái nè, đó bố mẹ già cả bị tai biến nè, con cái cũng không được nhận thay là mất phần đó. Nhà có hai thế hệ như tách hộ khẩu ra riêng biệt rồi cũng chỉ nhận được một phần thôi đó. Và cái thứ ba là vì là chị yêu cầu cơ quan làm phiếu, yêu cầu cơ quan làm phiếu và in phiếu rất nhanh đó, cho nên một số người dân thì đi làm, một số thì không biết cái tin này đó, cũng không biết đến để nhận phiếu đó, là cũng mất phần luôn đó. Thì những chiếc phiếu được thu lại từ người dân đó, chủ yếu là cái tên Toàn Bambo hoặc là Nguyễn Hữu Dũng thu lại đó, hai cái trợ thủ đắc lực nha. Vậy thì ai là người đứng ra kiểm đếm cái số phiếu đó? Ai là người đứng ra kiểm đếm cái số phiếu đó? Cái số phiếu đó không khớp với danh sách rồi, vì có rất nhiều video là mọi người thấy ngay cả đọc danh sách mà dân chưa đến kịp cũng bỏ qua. Ví dụ như đọc cái danh sách đó mà tới người nào mà người đó chưa tới kịp là cũng cho qua luôn. Sau những cái lần mà cho qua đó thì liệu chị có nán lại, có chờ cái người dân hay không? Nhiều người cầm trên tay 2-3 chiếc phiếu cũng bị anh CV và chị Thủy Tề từ chối, không cho nhận thay. Tại sao? Tại vì cái số phiếu mà được phát ra cũng có đầy đủ mộc đỏ của chính quyền rõ ràng mà. Tại sao cái phiếu đó không được nhận thay? Người dân trong video còn phản ánh trực tiếp tại hiện trường là chị phát tiền không có đều. Vậy thì cái số phiếu đã ít hơn cái số danh sách mà còn phát láo nữa đó, thì cái số tiền trên lệch thì cũng khá, rất là khá nha. Thì tiền chị phát ở đây cũng không ai kiểm đếm nữa, thế nên chẳng phải là hay ra con số người đến nhận và số người trong danh sách đặt câu hỏi. Bây giờ họ đặt câu hỏi là liệu mà chị có trừ đi cái số người dân không nhận được quà không, trừ đi cái số người không cho nhận thay nhận thế, hoặc là trừ đi những cái số người mà họ không tới nhận được, không nhận phiếu kịp, hay là chỉ cầu bằng đủ như trong danh sách, hễ mà có danh sách là nhận được tiền, đúng không? Đó, và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta đến với một cái video, cái video này là phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường luôn nha. Đó, có phóng viên phỏng vấn tại hiện trường khi mà chị Thủy Tề phát quà luôn. Đó, cầm trên tay 2-3 phiếu mà chỉ nhận được có một phiếu thôi, không cho nhận thay, không cho nhận thế. Đó, rồi xin mời tất cả quý vị đến với video. Tức là bây giờ chị ở đây là mỗi một hộ gia đình sẽ được là 3 triệu đồng đúng không? Vâng, của chị có, mà con của ông bà già ở nhà không đi được. Thế ông bà già là ở với ai? Hai ông bà già một mình. Ồ, hai ông bà già ở nhà riêng. Ở nhà riêng có nghĩa là một hộ gia đình riêng. Một hộ gia đình riêng. Mất tại sao lại không nhận được? Thì cô là chị thì biết đi họ không được, bác hơn là họ lại luôn hát đưa hai cái phiếu lên, họ đưa được của phân chi con của ông bang có. Tức là gì? Này gì cầm hai phiếu lên hả? Đi hôm chưa đang nói ra mấy người ấy. Quý vị ạ, hôm nay thì hình như là theo như những chia sẻ của người dân địa phương ở đây là không được đi nhận thay, cho nên nếu ai đó mà cầm hai phiếu lên thì cũng chỉ được nhận quà của một phiếu thôi.
có phải không? Thì không biết đúng không? Đấy, thì cái này thì bây giờ thì ông bà cha ở nhà với tôi nhỉ. Rồi, đấy, chính vì thế cho nên là lúc này là quý vị từ nãy giờ là chúng ta thấy rằng là tai sẽ có những người già, rất già rồi. Đấy, rồi có những trẻ em là bị câm điếc phải đeo tai trợ thính như này này. Nhưng mà vẫn phải mưa gió này, vẫn phải đến đây. Bởi vì là không được đi nhận thay. Đấy, có những ông cụ già như này đấy quý vị. Nói không lên tiếng nữa, lẩm cẩm đây, phải chống gầy này. Nhưng mà vẫn đến đây đây vì không được nhận thay. À, quý vị chúng ta nhìn thấy không, người dứt kiến đây rất là đông. Đó, đó chính là những cái phỏng vấn tại hiện trường nha. Đích thân người dân người ta cũng nói là phát không có đều, người thì đông như kiến. Đó, cầm trên tay 2-3 phiếu mà chỉ phát có 1 phiếu thôi. Và bây giờ quay trở lại nhờ chính quyền xác nhận cái số tiền theo cái danh sách, đúng không quý vị? Nó chênh lệch cũng khá nhiều. Đó, cho nên thì cái công cuộc mà gọi là điều tra này tôi thấy nó rất là cam go đó quý vị. Đó, rất là khó nha. Nó chắc có lẽ phải nhờ vào cái tài năng của những cảnh sát hình sự thôi. À, công an Việt Nam mà quá giỏi, bây giờ mình chỉ trông chờ thôi. Chứ tôi thấy là chua, nó chua lè, chua lét. Khó lắm. Đó, thậm chí những cái tỉnh như Huế nè, đó, ở Huế ngày hôm nay cũng đã lên tiếng là thua, không kiểm đếm nổi. Huế bây giờ người ta thậm chí người ta còn lên tiếng là người ta không xác định rõ số tiền luôn. Tại vì khi mà Thủy Tề phóng ra ngoài đi phát tiền thì cô đâu có chịu mà hợp tác. Cô đâu có chịu hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cô không chịu hợp tác với chính quyền. À, không tin chính quyền, chứ phóng xuống là phát liền luôn. Đó, kiểu vậy là không có tin. Đó, thì bây giờ mà biểu họ làm giấy xác nhận thống kê thì làm sao mà thống kê xác nhận được. Anh có phối hợp với tôi đâu, tôi đâu có biết anh phát tiền. Tiền tôi đâu có đếm được đâu mà anh biểu tôi phải xác nhận. Rồi xác nhận sao nổi. Cho tùm lum tá lả biết đường nào mà xác nhận. À, giờ thôi thấy chua quá rồi quý vị ha. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghe nói thì cũng rất là nhiều. Hiện tại thì công an đang đồng loạt vào luôn đó nha. Đó, đồng loạt vào để mà điều tra. Đó, điều tra cái số tiền hàng ở miền Trung đó quý vị. À, ngày nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng đã xác minh rồi đó. Rất là nhiều cái báo chí cũng đã đưa tin là cũng đã xác minh những cái hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh ở tại Quảng Bình hay ở Huế hay là ở Nghệ An gì đó. Nói chung là ở những cái tỉnh miền Trung vừa rồi đó, người ta cũng vào xác minh hết nha. Đó, sắp tới thì những cái nghệ sĩ mà đi làm từ thiện trong cái đợt lũ vừa qua thì người ta cũng làm hết quý vị. Đó, và trước mắt thì người ta làm mà Thủy Tề là giống như là mở màn á, làm mở hàng đó quý vị. Đó, thì bây giờ chua ha, chua lắm, chua lắm. Đó, tôi sẽ tiếp tục tôi theo dõi ở những cái group mà cái group mà gọi là thánh soi ha. Đó, những cái group mà gọi là mà tìm kiếm những cái bí thâm cung bí sử ha. Tôi theo dõi mấy cái group đó, tôi sẽ tiếp cận thông tin cho tất cả quý vị. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là có chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No đó. Rồi, ok. Nhắc lại quý vị là trong cái Zalo này của Sơn Sàm có bán rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha, uy tín và chất lượng, tất cả là hàng Nhật đó, hàng Nhật chất lượng Nhật. Ví dụ như là những viên uống collagen, sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp, gia dụng, đồ làm bếp, rồi đồ làm nail, nói chung rất là nhiều đồ của Nhật Bản. Ở những cái viên uống tiêu chảy, những cái thuốc viêm xoang, rồi này nọ, thuốc bổ mắt nhiều lắm quý vị. Đó, dầu gió, dầu cù là rồi nhiều lắm. Đó, thì các anh chị hãy truy cập vào cái Zalo này để tham khảo nha. Đó, các cô chú anh chị nào mà không có Zalo thì Sơn Sàm sẽ giới thiệu lên đây một vài món cho quý vị mình tham khảo nha. Đó, đầu tiên thì Sơn Sàm xin giới thiệu cái viên uống trị bạc tóc này. Đây, cái này là viên uống trị tóc bạc đây. Đó, trị tóc bạc. Đó, gia đình nào mà có các anh các chị hoặc là các em thiếu niên, có những người mười mấy tuổi, hai mấy tuổi là tóc nó bạc rồi nha. Đó, có người 40, 50 thì cũng bạc rồi, tóc bạc sớm. Thì đây, cái viên uống này thì nó sẽ làm cho tóc mình đen từ bên trong nha. Đó, uống một liệu trình ba gói này là 3 tháng nha. Đó, tóc bắt đầu nó đen từ trong chân nó đen ra. Đó, nó sẽ cân bằng tất cả các cái gọi là nội tiết tố, cũng như là nó cân bằng rất những cái
cái khoáng chất gì trong cơ thể mình đó, đó cái viên uống này nè, đó nó làm từ ở trong ra ngoài, đó nó hiệu quả từ từ, nhưng mà khi mà nó đen rồi thì nó đen rất là lâu ha, nó đen rất là lâu, hiệu quả rất lâu dài. Thì một gói này là 60 viên đó, mình uống 30 ngày nha, đó một gói này uống 1 tháng. Nhưng mà khi mà các anh chị sử dụng cái này á, là phải sử dụng là một liệu trình đến hai liệu trình nha. Có nhiều anh chị uống con gói nó không xi nhê gì đâu đó ha, đó cái này cố gắng uống đều ha, uống đều uống đủ rồi. Một liệu trình 3 gói này là 2,4 triệu nha quý vị. Đó, sau 3 tháng là bắt đầu chân tóc nó đen lại nha. Rồi, cái này là 2,4 triệu. Đó, cái viên trị bạc tóc nè. Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu cái đau vai gáy EX nè. Đó, cái viên trị đau vai gáy nha. Cái này là chuyên trị cho các anh chị nào mà bị đau vai gáy. Đó, đau vai gáy sáng mà ngủ dậy nó đau mà nó tê luôn, quay qua quay lại không được luôn nha. Rồi, 270 viên. 270 viên em bán 2,1 triệu nha. À xin lỗi, 270 viên em bán 1,950 triệu. Đó, cái này 1,950 triệu nha, 1,950 triệu. Rồi tiếp theo là thuốc bổ mắt Hitomi. Đây, thuốc bổ mắt Hitomi nè. Đó, khi các cụ ông cụ bà, những người lớn tuổi mắt mũi nó kèm nhèm rồi đó, đó thị lực nó yếu, hoặc là các anh chị mà làm việc văn phòng mà mình ngồi nhiều đó, mắt mình nó yếu, nó bị mờ đó, nó bị mỏi đó, thì đây, cái này nó làm cho mắt mình sáng và không bị mỏi nha. Cái tinh thần mình nó khỏe và nó giữ cái độ ẩm cho mắt mình rất là khỏe nè. Thuốc bổ mắt Hitomi cái này là 60 viên. Đó, hộp này 60 viên uống là 30 ngày nha. Rồi 750 cái bộ mắt Hitomi này nha. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm trị gút. Đây, cái Anserin trị gút, cái này là cực kỳ hiệu quả cho các anh chị nào đã bị gút nha. Đã bị gút cũng như là có nguy cơ bị gút, ăn nhậu rượu bia nhiều nè. Cái này nó cân bằng cái nồng độ uric cũng như là nó hạn chế những cơn đau do gút để lại nha. Đó, mình sử dụng cái này mình kết hợp với lại mình kiêng đạm. Đó, thì nó sẽ cải thiện rất là đáng kể nha. Ok cái vấn đề về gút nha. Rồi một hộp này 120 viên. 120 viên thì mình uống được khoảng 1 tháng nha. Đó, 1 tháng. Nhưng mà hiện tại cái sản phẩm gút này em đang có chương trình khuyến mãi là mua 1 tặng 1 nha. Riêng sản phẩm này thôi. Đó, mua 1 tặng 1. Tại vì cái sản phẩm này cái hạn sử dụng nó còn 6 tháng. Nó còn 6 tháng nhưng một hộp này mình uống 1 tháng nha. Đó, riêng cái dòng sản phẩm này Sơn Sàm đang còn mấy chục hộp. Mấy chục hộp là hạn sử dụng còn 6 tháng cho nên Sơn Sàm mua 1 tặng 1. Đó, khuyến mãi nha. Riêng sản phẩm gút này thôi. Rồi, 120 viên 1,950,000 ha. 1,950,000 1 tặng 1 sản phẩm gút này nè. Rồi. Ok, tiếp theo là xin giới thiệu cái nano giải độc gan đây. Rồi, nano thải độc gan, cái này là siêu phẩm rồi. Đó, bữa giờ là quảng cáo liên tục. Đó, cái này là hàng cao cấp nha quý vị. Các anh chị mình bị những cái bệnh về gan cũng như là chức năng gan nó suy giảm đó. Đó, thì mình sử dụng cái này ha. Cái này thì nó giúp cho cái gan mình đào thải chất độc nha. Gan mình nó như một cái nhà máy vậy đó. Uống từ 4 đến 6 viên này thì nó sẽ thải độc tố trong cơ thể mình ra qua con đường nước tiểu. Đó, nếu mình uống cái này thì mình sáng mình đi tiểu, nước tiểu mình rất là hôi nha. Nước tiểu mình nó hôi lắm luôn. Đó, nó thải độc ra. Dùng từ 2 đến 3 hộp này thì chức năng gan mình nó trở lại như người khỏe mạnh nha. Chức năng gan mà nó như người bình thường nha quý vị. Rồi, một hộp này là 330 viên. 330 viên là giá 3,5 triệu nha. 3,5 triệu nano giải độc gan nè. Rồi, ok, tiếp theo là em xin giới thiệu cái thuốc viêm xoang. Đây, cái viêm xoang Chikunai đây. Đây, cái thuốc xoang Chikunai này thì cực kỳ hiệu quả rồi. Bữa giờ bán là anh em dùng là một lọ thôi là thấy là thấy nó đỡ 50-60% này nha quý vị. Đó, xoang lâu năm, xoang bản tính nè, xoang sàng nè, tất cả nhiều cái loại xoang nè, đó, riêng viêm xoang thôi. Đó, cái này thì một hộp nó 224 viên. 224 viên em bán 1,750 triệu nha. 1,750,000. Đó, 1,750,000. À, cái này thì dùng từ 2 đến 3 hộp là dứt điểm nha. Rồi, thuốc viêm xoang. Tiếp theo là em xin giới thiệu cái viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên nè. Đó, viên uống tăng chiều cao của Nhật nè. Đó, cái này thì 950 nha. 950. Ừ. Rồi, sản phẩm tiếp theo là em xin giới thiệu đó chính là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, cái này cũng hàng cao cấp nha. Đó, các cô chú anh chị trung niên, những người lớn tuổi á, ai mà bị những cái bệnh ví dụ như là gì? Hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tay, tê chân nè, đó, nó bị thiếu máu não quý vị. Thiếu máu não nha, máu nó không có lên não được. Đó, thì nó bị thiếu oxy máu, oxy não đó. Thì cái hoạt huyết dưỡng não này nó giúp bổ não nè, bổ não và nó tăng cường oxy lên não nha. Đó, cải thiện được những cái tình hình như là tê tay, tê chân, hoa mắt, chóng mặt đồ đạc các kiểu nha. Rồi, hoạt huyết dưỡng não này 300 viên, 300 viên em bán 3,5 triệu luôn nè. 3,5 triệu nha. Rồi, 3,5 triệu. Kế tiếp là xin giới thiệu cái sản phẩm Chondroitin của xương nhện. Đây, xương nhện là xương khớp nè. Đó, cái này là ông vua về xương khớp nha. Các anh chị đau nhức xương khớp hoặc là bị những cái khớp nó bị khô, nó rột rẹt trong đó đó. Rồi, đau nhức các kiểu riêng về xương khớp là cái này. Ha. Rồi, 270 viên, 270 viên em bán 2,1 triệu nha. 2,1 triệu, 270 viên. Rồi, kế tiếp là gì? Kế tiếp là một cái sản phẩm dòng cao cấp dành cho sức khỏe, tai biến và đột quỵ nè.
tai biến và đột quỵ nha. Natokinase, tai biến và đột quỵ, uống phòng ngừa và uống điều trị luôn nha. Hộp này 300 viên giá 3.850.000. Ok, Natokinase. Rồi một cái sản phẩm kế tiếp dành cho các anh chị mình nam nữ BD, đó ai cũng dùng được, đó là gì? Đó là cái collagen làm đẹp da, trắng da, căng tràn, trắng sáng, láng mịn, trắng hồng rực rỡ. Đây, thì đây là của cái dòng sản phẩm BH nha, BH, đó collagen BH. Đây, các anh chị thấy không? Collagen BH này. Đó cũng của cái hãng BH luôn ha, BH BH đó, nhưng mà nó có hai loại, cái này là dạng viên, còn cái này là dạng bột ha. Dạng viên thì đây, đó cái này dạng bột đây. Cái này là viên uống, này là nó bổ sung collagen, nó làm cho cái da mặt mình nó căng lên. Đó, khi cơ thể mình càng lớn tuổi thì da mặt mình nó bị giảm sút cái collagen á, collagen nó bị mất đi thì da mình nó bị nhăn nheo, nó chảy xệ đồ, nó rất là xấu. Thì cái này nó bổ sung làm da căng lên, trắng hồng rạng rỡ nha, càng uống càng đẹp nha quý vị. Đó, thì cái này là một hộp này là 120 viên uống được 2 tháng nha. Mỗi ngày uống 2 viên. Đó, cái này 120 viên uống 2 tháng là cái này 2.150.000 dạng viên nha. Còn cái này là dạng bột. Dạng bột thì một gói này thì 30 gói, một hộp này 30 gói, uống được 1 tháng thôi ha, 1 tháng thôi. Mỗi ngày uống khoảng gói, 2 gói gì đó cũng được ha. Cái này là gói bột mình lấy ra, ở trong này nó có 30 gói, mình pha với nước ấm, nước trái cây, đó, sữa tươi hoặc là nước chanh rồi các kiểu mình pha mình uống nha. Rất đẹp da. Đó, thì cái hộp này em bán 900.000 một hộp. Các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp như thế này là em giảm còn 850 một hộp thôi nha. Đó, 850 một hộp thôi. Rồi tiếp theo sẽ gì thì cái thuốc tiêu chảy Serogan này, đó tiêu chảy. Đó, cả gia đình mình nên có 1-2 chai để trong nhà nha, 340.000 một chai tiêu chảy này. Rồi tiếp theo xin giới thiệu cái Fukudan. Đây Fukudan AX, đây là cái model mới nhất luôn. Đó, xịn nhất luôn. Cái Fukudan này là dành cho các anh chị nào, cô chú anh chị nhà mà có người bị ung thư, đang điều trị, xạ trị, hóa trị các kiểu. Thì cái sản phẩm này thì mọi người biết rồi, đã là ung thư là phải biết tới Fukudan. Mà Fukudan là phải nói về Fukudan của Nhật Bản ha. Rồi, cái này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư cũng như nó tăng cái khả năng phục hồi cho cơ thể cực kỳ hiệu quả nha. Rồi, Fukudan này là 3.500.000 nha, 3.500.000. Rồi, kế tiếp là Tansino trị nám nha. Cái này là viên uống trị nám đồi mồi tàn nhang, nám đồi mồi tàn nhang nha, đặc trị viên uống nám đồi mồi tàn nhang, 1.750.000 nha. Nhang cái gì, nám đồi mồi tàn nhang đó. Rồi kế tiếp là em xin giới thiệu cái linh chi đỏ. Đây linh chi đỏ này gọi là thuốc bổ tổng hợp. Đây tổng hợp nha. Đó, cái này là các anh chị mình muốn uống cái viên này linh chi á là biết rồi ha. Cái này nó bổ tổng hợp, nó tăng cường sinh lý, rồi nó tăng cường cơ bắp, nó khỏe người nè, đúng không? Nó làm tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng nè. Đó, rồi nó làm ăn ngon ngủ sâu nè, đúng không? Người ta nói rằng mà ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được thì chỉ có nước khiêng ra gò. Đó. Thì cái này nó ăn được ngủ được ha. Ăn được ngủ được và rất là khỏe luôn cái linh chi này nha. Rồi cái này em bán là 3.500.000 luôn nha quý vị. 3.500.000 linh chi đỏ luôn. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu là cái sản phẩm miếng dán thải độc đây. Cái miếng dán thải độc Chin Cosmo. Đó, cái này thì bán giờ bán rất chạy, các anh chị cũng rất là thích cái sản phẩm này. Đó, cái này là nó thải độc lòng bàn chân nha. Đây lòng bàn chân này nó thải độc tố. Là khi mà cơ thể mình cảm thấy mệt mệt, con người mình mệt mệt á, là đây trước khi mình đi ngủ, mình ngâm chân ở trong nước ấm khoảng 10 phút ha. Rồi mình lau cái bàn chân khô đi. Thì ở trong cái hộp này nó có 36 cái miếng dán, nó có tẩm dược liệu nha. Đó, 36 miếng thì mình lấy 2 miếng ra mình dán vô hai cái lòng bàn chân này, thấy không? Đó, mình ngâm chân xong mình lau cái chân khô trước khi đi ngủ. Đó, mình ụp hai cái miếng vô lòng bàn chân, sau đó mình băng hai cái băng màu trắng lên, thấy không? Băng lên, mình băng như thế này nè. Đó, mình ngủ tới sáng mình lột ra, trời ơi, nói chung là nó đen thui, nó hút độc tố đó quý vị. Đó, mà buổi sáng mình lột ra xong mình thấy cái cơ thể mình, người mình nó nhẹ nhàng, tinh thần mình thoải mái lắm, rất là khỏe nha. Rồi hộp này 36 miếng là em bán 950.000 nha. 950.000, ok. Rồi sản phẩm tiếp theo nữa là gì? Em xin giới thiệu cái này dành cho các chị em phụ nữ. Đây cái giảm mỡ Onaka, đây giảm mỡ Onaka này. Cái viên uống giảm mỡ nha. À, cái này thì nó cực kỳ hiệu quả, nó làm tan những cái vùng mỡ lâu năm, mỡ bụng dưới nè, nó mỡ cứng á, mỡ đùi mông rồi đó, nó làm viên uống tan mỡ. À, thì một liệu trình 4 hộp như thế này, các anh chị sử dụng là nó xuống được 4-6 kg nha. Đó. Thì một hộp này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 4 viên nha, mỗi ngày uống 4 viên uống sau khi ăn. Đó, mỗi ngày uống 4 viên thôi. Thì 60 viên thì hộp này uống được 15 ngày. Đó, uống được 15 ngày, nhưng mà em bán một liệu trình, cái sản phẩm này phải uống đủ một liệu trình nha. Đó, một hộp thì không ăn thua. Đó, một liệu trình 4 hộp như thế này là uống được 60 ngày ha, một hộp uống 15 ngày.
đó, 4 hộp là uống 60 ngày đó. Thì một liệu trình giảm mỡ Onaka này 60 ngày là 2,6 triệu nha, 2,6 triệu một liệu trình 4 hộp như thế này là 2,6 triệu giảm mỡ Onaka. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm nội tiết tố. Đây nội tiết tố, cái này là dành cho các chị em phụ nữ 30 tuổi trở lên nha. 30 tuổi trở lên BD không dùng được nha. Đó, BD không dùng được thì khi mà các chị em phụ nữ mình thấy con người mình nó khó ở đó. Đó, nó khó ở là gì? Nó bực bội, nóng nực trong người, kinh nguyệt không đều, rồi rối loạn tiết tố, các kiểu da nổi mụn sần sùi rồi các kiểu ha, nó bực bội trong người đó. Thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt, cũng như là nó làm cho da dễ hồng hào nè. Đó, nó không có nổi mụn rồi nó mát gan rồi, rồi nó bắt đầu là nó làm ăn ngon miệng nè, ngủ ngon giấc. Nói chung cái này là nó lấy lại cái tuổi thanh xuân cho các chị em phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nha. Rồi cái hộp nội tiết tố này em bán 1,150 triệu nha. 1,150 triệu, 1,150 triệu. Rồi cái sản phẩm nữa giới thiệu là gì? Cái viên uống, cái viên uống nhau thay ngựa. Đây cái này là nó cũng dạng collagen đó quý vị. Đó, nhưng cái này là gì? Cái này có trong cái tinh chất nhau thay ngựa thì nó có cái sản sinh ra máu nha, máu hồng cầu đó quý vị. Đó, nó tăng cái lượng hồng cầu lên, nó làm cho cái da mình hồng lên. Đó. Đó thì cái này là nhau thay ngựa. Đó, cái viên uống collagen RC nè. Đó, nó cũng làm cho da dẻ hồng hào đẹp, cân bằng nội tiết tố các kiểu nha. Cái này là 180 viên, 180 viên em bán 1,850 triệu nha. 1,850 triệu, đó là cái viên uống nhau thay ngựa. Ừ. Rồi còn nhiều lắm, còn rất nhiều, very very nhiều sản phẩm ở trong này. Ở trong này nó có những cái bộ dao Nhật. Ví dụ như bộ dao là gồm có 4 con ha, dao cắt, dao tỉa các kiểu, dao rất là bén, làm bếp, làm cá, làm thịt đồ ok á, cắt trái cây, gọt tỉa đồ, nó rất một bộ nó 4 con. Em bán 1,050,000 ha. Rồi những cái viên uống trị dạ dày, bao tử, ở chua, ở nóng. Rồi những cái dầu nóng xoa bóp, những cái chai lăn mũi đốt, côn trùng đốt rồi đó, chai lăn nó rất là khỏe. Những cái salon bath ha, salon bath dớ dán rồi này nọ. Nói chung mình nhiều lắm ở trong cái Zalo này nha, rất nhiều. Đó, bây giờ em nói không hết, nói khô răng rồi nè quý vị, nó khô răng hết trơn. Đó, cho nên các anh chị cứ truy cập vào Zalo nha. Truy cập vào Zalo hoặc là các cô chú anh chị ở dưới quê á. Đó, ai mà không có Zalo thì dùng điện thoại cục gạch trong cùi bắp gì không biết thì cứ điện thoại cái số này nha. Đó, gọi trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm. Đó, còn các cô chú anh chị á, đó, cô chú anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Đó, Sơn Sàm cũng dùng Viber cái số này luôn nha. Rồi đặt hàng Sơn Sàm gửi đi nước ngoài luôn nha. Nước nào cũng gửi nha quý vị. Đó, nước nào cũng gửi được hết nha. Rồi ok, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì trả ngược lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, đây là sản phẩm của Sơn Sàm, sản phẩm của gia đình Sơn Sàm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha. Rồi kênh YouTube của em, đây là kênh của em chả bao giờ bán đồ tầm bậy, cả nhà cứ yên tâm ha. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe vượt qua mùa dịch. Bye bye, see you again.